Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của con người, dù ở bất kỳ thời đại nào, thì sách đóng một vai trò hết sức quan trọng và cần thiết để giúp con người nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi mọi thứ trong cuộc sống. Dù sách mới hay sách cũ đều chứa đựng những tri thức vô giá để giáo dục con người, hướng con người đến những điều tốt đẹp. Mặc cho xã hội ngày càng phát triển, với nhiều đọc khác in, vị trí quan trọng trong cuộc sống hiện nay, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự nhân ngày sách và bản quyền thế giới 21 tháng 4. Nhà sách Phương Nam, khu Hòa Bình, Đà Lạt được coi là nơi cung cấp nhiều đầu sách phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã. Hiện nơi đây đang có trên 25.000 bản sách các loại được phân chia thành nhiều nhóm sách để phục vụ bạn đọc. Đứng trước bối cảnh cạnh tranh của thị trường, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin, việc đầu tư bổ sung những đầu sách mới luôn là nhiệm vụ trọng tâm được nhà sách Phương Nam quan tâm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Hướng tới bạn đọc, ngày càng có nhiều tác phẩm giá trị cũng như là các đầu sách nó có trị giá tinh thần cao, thì hàng tháng nhà sách Phương Nam sẽ bổ sung rất là nhiều đầu sách mới, khoảng 30 đầu sách trong các thể loại để các bạn đọc có thể nghiên cứu về nhiều lĩnh vực. Tìm kiếm đọc sách ở trên trường, thư viện trường, trên mạng thì việc tìm kiếm thông tin đọc sách ở các nhà sách là điều rất cần thiết, bởi vì mình học không phải là mình học chỉ một thứ mà mình có thể là học bất kỳ mọi thứ, và mình có thể học bất kỳ mọi thứ đó là đều qua sách. Sách thì có nhiều nguồn khác nhau do nhiều chính tác giả khác nhau, họ sẽ viết qua những kinh nghiệm cuộc đời và ý nghĩ của họ. Mình sẽ học ở đó để đúc kết qua bài học riêng cho mình. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt, ngoài các nhà sách chuyên kinh doanh các loại sách mới để phục vụ bạn đọc, thì nhiều tiệm sách cũ nằm trên Bùi Thị Xuân cũng là địa chỉ quen thuộc được nhiều người tìm đến, nhất là sinh viên. Điểm khác biệt của sách cũ là không phải mua lúc nào cũng có theo ý thích, mà đòi hỏi phải có thời gian tìm kiếm, sưu tầm, và đặc biệt là giá thành rẻ là điều kiện thuận lợi để nhiều người thỏa sức đam mê, thú đọc sách và sưu tầm những cuốn sách hay cho riêng mình. Về cái nhu cầu thì thực sự ra thì nhiều người ta cũng mê sách cũ, người ta đến đây để tìm những cái đầu sách mà về giáo dục hoặc là về hướng cho con em họ để có những cái làm người sau này. Thì về người bán thì mình cũng theo nhu cầu của khách hàng thì mình cố gắng mình cũng tìm tòi những đầu sách đó để mình tạo cái tiệm mình nó có cái thương hiệu uy tín để coi như là có khách hàng đông hơn. Em cũng thường xuyên tìm ở mấy hiệu sách cũ để em mua để cần thiết việc học tập của em. Sách cũ và sách mới nó khác nhau ở điểm là giá thành của sách cũ thì là ít hơn, giảm hơn sách mới, và sách mới thì có giá thành cao này, và nhu cầu của sinh viên tụi em thì là cũng để mà nhiều nên em sẽ sách cũ để em mua. Có thể nói người kinh doanh sách, những người đam mê sách có chung một sở thích, niềm đam mê sách dù là cũ hay mới, và đều hướng đến một mục tiêu chung là đề cao tầm quan trọng của sách đối với cuộc sống xã hội, để văn hóa đọc luôn là nhu cầu không thể thiếu của mỗi người dù làm gì hay bất cứ ở nơi đâu.